Xin chào các bạn nha. Tiếp tục hôm nay thì mình cũng xin giới thiệu với các bạn một số các dòng xe hiện tại bên shop xe máy cũ đang thanh lý với cái giá rất là rẻ luôn nha các bạn. Thì bên shop xe máy cũ là một shop bán các dòng xe cũ đã sử dụng rồi và giá cả thì rẻ nhất ở ngoài thị trường, nói chung là rẻ nhất nha các bạn. Bên shop thì có ship toàn quốc cho những bạn ở xa muốn mua, có hỗ trợ trả góp luôn nha các bạn. Các bạn thì bên shop bán thì các bạn nhận xe rồi kiểm tra xe rồi thanh toán nha các bạn. Hỗ trợ trả góp thì ở tất cả các ngân hàng, thì HD Sài Gòn với FE Credit, đó là hai cái ngân hàng mà bên shop hiện tại đang có hỗ trợ trả góp nha các bạn. Và bây giờ thì mình cũng sẽ báo giá cho các bạn tham khảo để các bạn cảm thấy mình mua được một cái chiếc nào thì liên hệ trực tiếp với shop để mà shop bán xe nha các bạn. Đây là chiếc Jupiter Gravita, chiếc này thì giá là 7 triệu nha các bạn. 7 triệu. Nếu như những bạn mà không có điều kiện mà muốn mua xe trả góp luôn thì shop sẽ gọi điện cho những bên ngân hàng thì ở gần của các bạn, thì bên ngân hàng sẽ xuống và điện các bạn để làm việc. Thì bên ngân hàng thì yêu cầu có bằng lái hay là giấy chứng minh hay là sổ khẩu gì đó thì các bạn cứ cung cấp cho hết cho bên ngân hàng, rồi như thế nào đó thì bên ngân hàng họ sẽ làm thủ tục để cho các bạn mua xe trả góp nha các bạn. Chiếc Raider, chiếc này thì giá là 24 triệu nha các bạn. Và Accenter thì rất là nhiều luôn, có rất là nhiều, thì cũng trong cái video này thì shop cũng quay cho các bạn xem cũng vài chiếc để cho các bạn tham khảo. Thì bên shop nhiều lắm nha các bạn. Ở đây thì cũng là gọi là một cái mô hình để cho các bạn biết giá thôi. Chắc gì các bạn lại thích những chiếc này, mà có những chiếc thì ngon hơn cũng có, mà có những chiếc rẻ tiền hơn cũng có, nên là các bạn cứ tham khảo, không có mắc mát gì hết nha các bạn. A-Black, Accenter nó nhiều lắm nha các bạn, xíu nữa mình sẽ báo giá sale tại vì Accenter rất là nhiều. A-Black 22 triệu các bạn, có cà vẹt giấy tờ đầy đủ, công chứng sang tên ok hết nha các bạn. Tại vì bên shop là uy tín cái chỗ là bên shop là ship xe cho các bạn, sau đó là bên shop làm giấy tờ cho các bạn đó, rồi các bạn thanh toán đó, không có cọc nha các bạn. Khi mà các bạn đồng ý đó, các bạn đồng ý mua xe đó, thì bên shop sẽ giao xe tận nơi đến của bạn, đến trên chỗ các bạn đó. Rồi lúc đó thì bên shop giao hồ sơ cho các bạn luôn đó. Rồi các bạn chỉ việc là công chứng thôi, rồi xem đó là chúng ta có xe chính chủ của chúng ta để đi đó. Là bên shop là cứ giao xem hết cho các bạn thì bên shop mới thanh toán, mới các bạn mới thanh toán cho bên shop nha các bạn đó. Không có cọc, mà bên shop cũng không có nhận tiền cọc bất kỳ ai hết nha các bạn. Các bạn có muốn cọc đi nữa thì shop cũng không có nhận nha các bạn đó. Các bạn phải lưu ý 100% như vậy nha các bạn. Chiếc Gravita đây là 7 triệu rưỡi nha các bạn. 7 triệu rưỡi. Vision, đây là cái mẫu Vision mà cái mặt nạ nó giống SH nha các bạn. Vision thì nó có nhiều mẫu lắm đó. Thì có hai mẫu, một mẫu nó tương giống tương đương như SH như thế này, với lại một mẫu thì bình thường đó. Còn mấy cái mẫu đời bây giờ thì có ô khó này ô khó nọ đó, thì các bạn cứ tham khảo đó. Thì hiện tại giờ shop đang bán là 15 triệu đó, 15 triệu Vision, cà vẹt giấy tờ đầy đủ hết. Rồi tiếp tục nữa nha các bạn. Một chiếc Jupiter nữa, chiếc này khá là đẹp luôn các bạn. Trong cái video thì các bạn thấy nó như thế này nha các bạn, chứ còn bên ngoài thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều luôn nha các bạn. Một chiếc Jupiter giá thì 9 triệu nha các bạn. 9 triệu. Rất là đẹp luôn, dàn áo thì chưa có trời suốt, nhưng mà kiểu như suốt nhẹ như trên màn hình điện thoại thôi nha các bạn. Chưa có bể hay là chưa có suốt lớn gì hết. Còn dàn đồng của nó thì cực kỳ đẹp. Một chiếc A-Black 21 triệu nha các bạn. A-Black 21 triệu, cà vẹt giấy tờ đầy đủ hết. Đây cũng là những chiếc xe mà shop cũng đã được lựa chọn ra với những chiếc xe mà giá thành nó thấp nhưng mà chất lượng của xe thì rất là tốt luôn, nên là để cho các bạn tham khảo. Và nếu mua được thì các bạn mua, còn không mua được thì chúng ta có thể chọn những dòng khác. Bên shop thì cũng có rất là đầy đủ luôn. Bên shop cũng chỉ mong các bạn chia sẻ video thật là nhiều để cho bên shop bán được xe, cũng như có nhiều hoàn cảnh rất là khó khăn các bạn, họ vẫn chưa mua được xe
Nên shop cũng rất cần các bạn chia sẻ để những người đó họ biết đến shop, để shop bán xe rẻ cho họ nha các bạn. À, chiếc Sirius này là đời nó 2015 nha các bạn, 2015, đời nó 2015. Tình trạng xe thì cũng khá là ngon luôn, đẹp. À, chiếc này thì giá là 11 triệu nha các bạn, 11 triệu. Có giấy tờ đầy đủ hết. Rồi tiếp tục nữa nha các bạn, cũng còn khá là nhiều xe nữa, có ngay cả Vario, dòng xe cao cấp hiện tại bây giờ luôn nha các bạn. Vario thì nó là thua cái dòng SH, nhưng mà nó cũng là cái dòng xe mà cao cấp nha các bạn. À, xe mới thì nó cũng tầm 50 mấy triệu các bạn, đó là xe mới. Còn xe cũ đã sử dụng rồi, nhưng mà cái xe này thì cũng 2020 luôn nha các bạn. Đó, nên là cái xe nó còn chất lượng rất là tốt luôn, nó mới chạy chỉ có mấy tháng thôi nha các bạn. À, chiếc này thì giá là 28 triệu nha các bạn, 28 triệu. Accenter 21 triệu nha các bạn. Accenter 150, 21 triệu. Tình trạng xe thì cũng khá là ngon luôn, đẹp. Hai cái lốp trước và cái lốp sau vẫn còn nguyên riêng luôn nha các bạn, chưa có thay. Nói chung là vẫn còn riêng hết, chỉ có cái đuôi. Cái đuôi là thay cái đuôi thôi, nhưng mà mấy cái đó thì không có quan trọng đâu. Nếu chúng ta thích đuôi riêng thì chúng ta mua một cái về thay cũng được, mà đuôi riêng nó lại rất là xấu. Tiếp tục một chiếc Gravita, màu trắng nữa nha các bạn, màu trắng nữa, rất là đẹp luôn nha các bạn. Toàn bộ cái lô này rất là đẹp luôn, cực kỳ đẹp luôn. Chiếc này thì giá là 9 triệu nha các bạn. Hiện tại bên shop bán cái dòng này thật ra nó còn rẻ hơn cả cái dòng Sirius nữa các bạn, nhưng mà cái dòng này thì nó cao tiền hơn Sirius nha các bạn. Sirius thì bên shop bán có những chiếc mười mấy triệu nữa nha các bạn, cũng có tùy theo xe. Thêm một chiếc Jupiter nữa nha các bạn. Chiếc này thì giá là 11 triệu nha các bạn. 11 triệu, đời mới thì giá nó sẽ cao hơn nha các bạn. Còn mấy cái đời mà 23, 24 thì nó rẻ. Như nãy có mấy chiếc á, còn mấy chiếc này đời mới bây giờ nên là cái giá nó sẽ cao hơn. Cà vẹt giấy tờ đầy đủ hết luôn nha các bạn. Xe có bánh mâm, thân đĩa đàng hoàng luôn. Thân đĩa thì cũng còn rất là dày, thì cho thấy là cái xe nó cũng ít đi. Trường hợp mà cái đĩa mà nó mòn quá thì chúng ta biết được cái xe đó là đi nhiều. Còn chiếc này thì chỉ có 16 triệu nha các bạn. Một chiếc A Black 16 triệu. Cà vẹt giấy tờ đầy đủ hết luôn. Xe màu đỏ đen. Xe này thì đăng ký năm 2014 nha các bạn. Đó là cái năm cà vẹt đăng ký. Cà vẹt của xe luôn. Thì bây giờ các bạn đăng ký lại thì sẽ là năm nay. Năm các bạn mua lúc nào thì các bạn đăng ký lại. Thì chúng ta giấy tờ của chúng ta hoàn toàn mới hết. Chính chủ sang tên cho chúng ta luôn. Còn xe thì vẫn là xe cũ, chúng ta đi chừng nào ớn đi nữa thì chúng ta bán vẫn được. Chiếc Vision này, chiếc này thì giá là 18 triệu nha các bạn. Một chiếc Vision khá là đẹp luôn bạn. Từ phần cái áo của nó, dàn áo của nó thì không có trời suốt nha các bạn, sáng bóng đẹp. Cũng còn đang một cái lốp keo hồi trước kia người ta dán các bạn. Nên là dàn áo nó còn rất là đẹp luôn, dàn đồng nó thì cũng vậy. Hai lốp, lốp trước và lốp sau thì vẫn còn ngon hết. Bình đề vẫn đầy đủ hết luôn. Chiếc này thì 18 triệu, cao hơn so với mấy chiếc trước. 24 triệu nha các bạn, A Black 24 triệu. Trong cái video thì mình cũng nói rất là nhiều lần là trong cái video là nó sẽ không có được đẹp bằng ở ngoài nha các bạn. Ở ngoài chắc chắn là xe sẽ đẹp hơn nha các bạn. Tại vì trong cái video thì ở đây thì video nó thực tế, chứ không có kiểu như chỉnh sửa gì cả, nên là cái xe nó không có được đẹp. Như vậy thì nó mới trung thực các bạn. Chứ nếu như các bạn mua xe mà nhiều người chụp hình hay là quay video mà cái xe nó sáng nó đẹp, mà lúc giao xe thì cái xe nó xấu thì cũng không có tốt nha các bạn. Nói chung như vậy thì cũng không hay lắm. Một chiếc ad nữa nha các bạn. Chiếc này thì 20 triệu nha các bạn. 20 triệu. Màu đỏ. Tình trạng thì cũng còn riêng hết, chưa có bung. Nói chung bên shop là bán hàng riêng hết. Còn những hàng mà đã qua sửa chữa hay là mất riêng thì bên shop bỏ sỉ, thì có những đại lý thì họ sẽ lấy rồi. Còn ở đây thì chỉ bán khách lẻ thôi nha các bạn. Còn khách sỉ thì bên shop cũng có rất là nhiều mối, rất là nhiều mối luôn. Đây là một chiếc Sirius đời nó 2014 nha các bạn, nhưng mà nó vẫn còn đẹp. Đây là đời 2014, xe cũng được bọc nhúng đồ rất là cẩn thận luôn. Đĩa đồ nói chung là mọi thứ vẫn còn đẹp hết.
À, chiếc này thì giá là 11 triệu nha các bạn. Sirius 11 triệu. Màu trắng, trắng đen. Và tiếp tục nữa nha các bạn. Các bạn nhớ bấm đăng ký kênh nha các bạn. Nhớ bấm đăng ký kênh để mà dễ theo dõi mua xe hơn. Tại vì chúng ta lúc nào chúng ta cần mua xe thì chúng ta lên đây để mà chúng ta kiếm cho nó dễ, để chúng ta mua được xe mà giá rẻ và lại là xe chất lượng nữa nha các bạn. Và nhớ chia sẻ video để ủng hộ cho shop. Tại vì shop cũng bán, nói chung bán mà cũng rất là ít người biết đến nha các bạn, nên là shop bán cũng không có được nhiều xe. Thì cũng rất mong các bạn chia sẻ để cho shop được nhiều người biết đến, để shop bán được nhiều xe nha các bạn. Shop cũng cảm ơn bạn luôn nha.